quanh, vượt qua khỏi những khó khăn bằng chính sự thông tuệ. Với nguồn năng lượng cao và sự thông tuệ, khai thông sức mạnh tâm thức, đẩy mạnh thành sự tỉnh thức. Đó chính là mục tiêu của bản thể. Kiến thức thông tuệ đến nhờ những giác quan phát triển cao, như mắt thứ ba và cơ thể vi tế. Con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là công cụ quyền năng của bản thể để nhìn thấy, cảm nhận, nghe thấu mọi cảnh giới cao hơn. Ba chức năng này